Nhận định Celta Vigo với Real Madrid lúc 22 giờ ngày 17 tháng 8 vào ngày 18 tháng 7 tới đây tại khuôn khổ vòng đấu thứ nhất giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga khởi tranh. Sẽ có cuộc tranh tài rất đáng chú ý giữa Celta Vigo với Real Madrid. Với sức mạnh được đánh giá vượt trội đối thủ, Baykenken đang đứng trước cơ hội lớn sẽ giành được chiến thắng. Cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Cảm ơn các bạn. Celta Vigo ở mùa bóng năm ngoái đã thi đấu khá tệ, thậm chí suýt chút nữa là một trong những cái tên phải xuống hạng. Đội bóng của huấn luyện viên Ed Skriber chỉ giành được 41 điểm sau 38 vòng đấu và xếp thứ 17. Rõ ràng xét về đẳng cấp và sức mạnh, họ thua xa so với danh tiếng của Real Madrid. Mặc dù toàn đội thi đấu yếu kém nhưng công bằng mà nói, Celta Vigo đang sở hữu bộ đôi tiền đạo rất đẳng cấp là Aspas và Lopez. Cả hai đều nằm trong top 10 chân sút tốt nhất ở La Liga mùa bóng vừa qua. Đội chủ nhà cũng ưa thích lối đá tấn công và hứa hẹn sẽ cùng ghi án tạo nên màn so tài đôi công hấp dẫn. 5 trận đấu giao hữu của Celta Vigo trước khi vòng 1 La Liga khởi tranh, họ thắng 3 nhưng cũng để thua 2. Mới đây nhất, thầy trò Skriber để thua ngay trên sân nhà trước Lazio. Phong độ của đội bóng vẫn có điều gì đó bất ổn, khó làm cho người khác tin tưởng. Họ bị đánh giá chưa sẵn sàng cho cuộc đại chiến với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Trong lịch sử đối đầu, 10 trận gặp nhau gần đây nhất giữa hai câu lạc bộ, Real Madrid áp đảo với 7 chiến thắng, trong khi đó Celta Vigo mới chỉ thắng được 1 và 2 trận có tỷ số hòa. Qua đó có thể thấy, đội chủ nhà luôn là mồi ngon cho tên tiền trắng. Sau một năm thất bại toàn diện và trắng tay trên mọi đấu trường, Real Madrid đang có sự cải tổ mạnh mẽ khi liên tiếp những bản hợp đồng chất lượng như Militao, Mendy, do viết cập bến sân Bernabeu, đặc biệt nhất là bom tấn được nhiều kỳ vọng Eden Hazard. Mặc dù Baykenken cũng thi đấu chưa tốt trong đợt giao hữu hè vừa qua, khi mới có 2 chiến thắng ở 7 trận gần nhất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nhận định, ở giải đấu chính thức, thầy trò Zidane sẽ sớm bùng nổ và có chiến thắng ngay ngày đầu ra quân, thậm chí thắng với tỷ số cách biệt trước một Celta Vigo nhỏ bé.